Thân chào quý cô bác, hôm nay em vào bếp để nấu một món cháo chay nha. Đó chính là cháo nấm. Mà cháo nấm hôm nay em sẽ ăn cùng với một món gỏi, đó chính là gỏi chuối cây. Gỏi này được làm từ cây chuối hột, có độ giòn, vị ngọt. Cách nấu cháo thì đơn giản thôi ạ, chắc là quý cô bác nào cũng nấu được rồi. Hôm nay em chỉ muốn chia sẻ một món chay đơn giản, nhưng đảm bảo quý cô bác sẽ thích ngay vì cái món cháo này kết hợp với gỏi chuối cây rất là hấp dẫn. Bây giờ em đi ra vườn cắt một cây chuối nha. Đường lộ chỗ em nó lại nông lớn ra nữa rồi. Đường càng nông lớn thì xe chạy càng thông thoáng, nhưng mà xe chạy sẽ nhiều hơn, sẽ rất là ồn chứ không còn yên tĩnh như lúc trước nữa. Cái bếp lá chỗ này là chỗ mà mẹ hay nấu bánh. Mỗi lần nhà nấu bánh tét hay là bánh ú thì đem ra đây hấp, chứ không có nấu ở trong nhà. Do mấy cái cây chuối hột này nó nằm ở dưới tán cây xoài bị che nắng hết trơn rồi, cho nên nó không có tốt lắm, và cũng không có trái nữa, chỉ để ăn cây như thế này thôi. Cắt một cây chuối, gọt bỏ cái phần da bên ngoài, chỉ lấy cái lõm non ở bên trong như thế này. Cái trái dừa này nó vừa già nè quý cô bác. Cái này làm mứt ngon lắm nè, hoặc có thể làm xôi nướng á. Nó béo béo mà nó không có ngọt quá. Ở bên đây có hai trái dừa già cỗi luôn rồi nè. Cái này là chặt vô phơi khô được rồi nè. Cái này là khô cứng ngắt luôn rồi đó, có thể nấu chè. Thôi đi qua bên đây hái một ít trái chanh nữa nha. Chanh vàng, lá dứa nè quý cô bác. Trời nắng quá cho nên khoai lang nó rụi hết trơn rồi. Chứ lúc trước là ở bên dưới này là khoai lang mọc nhiều lắm. Phần vỏ của chanh vàng này làm gỏi rất là thơm ngon. Quý cô bác xem trái của nó nè, chùm chùm như thế này nè, thấy cưng không? Nhưng mà nó không có nước nhiều. Em hái được một trái chanh chín nè. Trái chanh mà nó chín như thế này thì ăn cái phần vỏ nó không có bị đắng. Một trái sẽ không đủ cho nên em sẽ hái thêm một trái nữa nha. Cái trái chanh mà ta nói nó to như là trái cam vậy đó quý cô bác, xem nè. Thôi bây giờ đi vào thôi nha. Này là bông dừa. Dừa ba chồng toàn là lùng lùng là đã cho trái rồi. Mấy cái lõm chuối hồi nãy nè, hai trái chanh, bây giờ thì vào bếp thôi. Em sẽ lấy một ít nước, sau đó thì vắt một ít nước cốt chanh vào trong nước này và bào lõm chuối vào đây. Lõm chuối chọn phần non nhất, không có phần sơ già cứng, bào mỏng và ngâm trong nước chanh để lõm chuối được giòn và trắng hơn. Lõm chuối sau khi bào xong thì quý cô bác có thể mang đi mần gỏi nè, hoặc là nấu canh chua. Nấu canh chua chay ăn cũng rất là ngon đó nha. Hoặc là quý cô bác kho mắm nè, chúng ta chấm với mắm chay ăn cũng vô cùng ngon luôn. Dùng dao hai lưỡi bào như thế này thì nhanh hơn, hoặc là quý cô bác có thể dùng dao chúng ta cắt mỏng cũng được. Đây là phần lõm chuối mà sau khi em đã bào xong rồi nè. Quý cô bác nhìn ngon ghê không? Nó trắng tươi luôn á, mà nó giòn rụm luôn, mềm mập luôn nữa. Sau khi ngâm nước xong một chút thì quý cô bác vớt ra và để cho nó ráo nước. Phần lõm chuối này khô ráo, khi mà trộn gỏi thì nó sẽ không có bị ra nước và nó giòn ngon hơn. Phần lõm chuối non này thì chỉ dùng cây chuối hột mới ăn được thôi nha quý cô bác. Còn lại các cây chuối khác thì ăn nó sẽ bị đắng hoặc chát. Nguyên liệu để nấu cháo nấm thì đương nhiên không thể nào thiếu nấm rồi. Ở đây em dùng nấm bào ngư 200g. Nấm bào ngư này em đã rửa sạch và vắt khô nước rồi. Lúc vắt cho nên nó bị bể mấy cái phần nấm nhìn không được ngon lắm. 100g cà rốt cắt hạt lựu nhỏ. Và tiếp theo nữa là chanh, một quả chanh vàng, một ít rau cần tàu và hành lá. Tiếp theo là nửa chén gạo. Quý cô bác dùng gạo nào cũng được, nhưng mà gạo lúa thơm thì nó sẽ thơm ngon hơn. Gia vị nêm thì đơn giản thôi ạ, một muỗng canh đường và một muỗng cà phê hạt nêm chay. Cần thêm một ít dầu ăn và nước mắm chay. Và đây là cái rổ chuối hồi nãy em bào nè. Và em đã để khô nước rồi, nhìn nó trắng tươi, rất là hấp dẫn ha. Nguyên liệu chỉ đơn giản như vậy thôi ạ. Bây giờ thì quý cô bác cùng làm với em nha. Thường nấu cháo thì em hay mang gạo đi rang vàng. Nếu quý cô bác không có thích rang thì có thể bỏ qua bước này ạ. Rang vàng thì cháo nấu nó sẽ không có nhựa. Còn nếu quý cô bác thích cháo có nhựa thì không cần rang. Em rang đến khi nào mà nó hơi vàng như thế này thì mang đi vo sạch và cho vào nước bắt đầu nấu. Em dùng 2 lít nước nha quý cô bác. Nồi cháo này em nấu cho 4 người ăn. Cho 100g cà rốt đã cắt hạt lựu nhỏ vào đây luôn.
Gạo đã rang vàng, nấu sẽ rất là nhanh nhừ. Quý cô bác cứ để lửa nhỏ là được. Cho vào đây vài cọng hành. Bây giờ thì đậy nắp lại và để phần cháo này nó tự nhừ mềm nha. Quý cô bác cứ để lửa liu riu là được. Trong thời gian chờ cháo mềm nhừ thì chúng ta sẽ đi xào nấm. Nấm mua về quý cô bác ngâm với nước vo gạo hoặc là ngâm với nước bột mì khoảng 10 đến 15 phút cho nấm sạch, sau đó thì rửa lại với nước sạch thì nấm khi ăn sẽ không có mùi hăng ạ. Nấm rửa sạch, vắt khô nước, xé nhỏ cho vừa ăn và cho vào chảo và bắt đầu xào thôi. Quý cô bác cứ xào với một ít hành, nếu không ăn hành có thể dùng cọng rau cần tàu hoặc là gốc ngò rí để phi thơm. Quý cô bác cứ xào và nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Em nêm vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm chay và một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê nước mắm chay. Phần gia vị này quý cô bác không sợ là nó mặn hay nhạt nha, vì chút xíu nấm này em sẽ cho vào cháo nấu nữa. Nấm xào sơ thế này là được rồi ạ. Bây giờ thì em đi xem nồi cháo thế nào rồi nha. Cháo nấu cũng được 20 phút rồi, phần cháo cũng đã nhừ rồi nè. Bây giờ thì cho nấm vào nha. Nếu thấy ít nước, quý cô bác có thể thêm một ít nước. Em sẽ cho hết phần nấm đã xào vào đây. Giờ thì chỉ cần đun sôi lên và nêm nếm gia vị lại một lần nữa là chúng ta đã có một nồi cháo nấm rồi. Phần nước dùng để nấu cháo thì quý cô bác nên dùng nước ninh từ rau củ hoặc là nước dừa tươi, nước nấu từ bắp, nước nấu từ mía sẽ giúp cho nồi cháo thơm ngon hơn và ngọt nữa. Cháo đã sôi trở lại thì quý cô bác nêm nếm gia vị thêm một lần nữa cho vừa ăn. Có thể cho vào đây một ít hành nè, một ít ngò, gừng hoặc là tiêu tùy sở thích của quý cô bác ạ. Còn em thì sẽ dùng cọng rau cần tàu cắt nhỏ và cho vào đây. Nồi cháo nấm đã hoàn thành rồi, bây giờ em sẽ đi trộn gỏi. Để trộn gỏi thì em sẽ dùng 2 muỗng cà phê nước cốt chanh và 2 muỗng cà phê đường. Khuấy cho đường tan đều, sau đó thì đi cắt mỏng vỏ chanh. Phần vỏ chanh này em sẽ thái sợi nhỏ nha. Chế phần nước cốt chanh và đường vào, tiếp theo nữa là vỏ chanh và trộn đều lên. Quý cô bác có thể dùng rau răm nè, rau thơm, tất cả các loại rau sống mà quý cô bác thích, chúng ta trộn vào gỏi để cho gỏi thơm ngon hơn nha. Còn em sẽ dùng lá rau cần tàu cắt nhỏ và cho vào đây. Trộn gỏi chuối cay thì quý cô bác đừng có trộn mạnh tay quá, cứ đảo đều nhẹ nhàng là được, để cho phần chuối nó không có bị gãy vụn. Đã có cái phần gỏi chuối, bây giờ thì múc ra một tô cháo nữa, thưởng thức thôi. Thêm vào đây một ít tiêu, thêm vài lá ngò nữa. Gấp thêm một ít gỏi vào dĩa, khi nào cần ăn thì hả cho vào tô. Để chấm có thể dùng tương hột xay nhuyễn, nước mắm chay thêm vài lát ớt hoặc là muối ớt thêm một chút chanh cũng được nữa ạ. Cháo thì nóng nóng kèm thêm gỏi giòn giòn, vị chua thanh ngọt nhẹ, dai dai từ nấm, cay nồng từ ớt nữa. Quả nhiên là món cháo rất hấp dẫn phải không quý cô bác? Em xin chúc quý cô bác có những bữa chay thật ngon miệng nha. Rất cảm ơn quý cô bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Quý cô bác nhớ đăng ký kênh để xem món ăn chay mới mỗi ngày nha.